Nói về cuộc đua năng lượng sạch ở Đông Nam Á, lúc này có một cái tên đang ngày càng sáng bừng trên bản đồ, đó là Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta có điện, không chỉ là thủy điện, không chỉ là nhiệt điện, không chỉ là những nguồn điện khác mà bây giờ còn có cả điện gió nữa. Và điện gió Việt Nam không chỉ dùng trong nước, chúng ta sẵn sàng xuất khẩu điện gió ngoài khơi. Đặc biệt là dự án 3.000 MW kết nối Việt Nam, Singapore, Malaysia đặt mục tiêu vận hành vào năm 2033. Lưu ý, đây đang là dự án mà thôi, cần phải nhắc đi nhắc lại điều này. Cho dễ hình dung thì đây là dự án đưa điện gió ngoài khơi Việt Nam vượt biển, chui qua những đường dây siêu cao áp dưới đáy biển, rồi chạy thẳng đến Singapore, một quốc đảo giàu nhưng lại thiếu điện trầm trọng. Tại sao nó xứng đáng được gọi là một siêu dự án và nó giúp cho Việt Nam những gì? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thành Story. Dự án này như thế nào? Đầu tiên phải nói đến tổng công suất mục tiêu là 3.000 MW. Tổng công suất này thì tương đương với khoảng 3 nhà máy điện than như là Vũng Áng 1 hoặc đủ điện cho 2 triệu hộ gia đình tại Singapore. Ví dụ, một nhà máy nhiệt điện than cỡ lớn tại Việt Nam kiểu như Vũng Áng 1 hay là Vĩnh Tân 2 thường có công suất dao động khoảng trên 1.000 MW. Nếu so với thủy điện thì sao? Thủy điện Hòa Bình là 1.920 MW, thủy điện Sơn La là 2.400 MW. Thì con số 3.000 MW của dự án này chắc chắn là lớn hơn so với thủy điện Sơn La và gần bằng Sơn La cộng với Lai Châu cộng lại. Với điện gió ngoài khơi thì 3.000 MW còn lớn hơn nữa. Điện gió ngoài khơi thì cần những tua bin rất lớn, cần hạ tầng cực kỳ phức tạp. Một tua bin gió ngoài khơi hiện đại khoảng từ 12 đến 15 MW, cần hàng nghìn tấn thép, móng khổng lồ, cáp ngầm dài hàng trăm km. Và 3.000 MW như vậy thì tương đương khoảng 200 cho đến 250 tua bin gió siêu lớn. Nguồn điện 300.000 MW nhiều khả năng sẽ được lấy từ điện gió với những vị trí đó là dải biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận. Đây được coi là thủ phủ gió của cả Đông Nam Á, nơi tốc độ gió trung bình đạt khoảng 9-10 mét mỗi giây, rất mạnh và ổn định quanh năm, cực kỳ lý tưởng để đặt các tua bin gió ngoài khơi với công suất lớn. Nhiều khảo sát quốc tế đánh giá khu vực này thuộc nhóm có tiềm năng điện gió tốt nhất tại châu Á nhờ hướng gió ổn định, ít bão và độ sâu biển phù hợp để thi công móng cố định lẫn móng nổi. Nếu dự án mở rộng trong tương lai, vùng Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau cũng là lựa chọn tiềm năng. Tuy gió không mạnh bằng Bình Thuận hay Ninh Thuận, nhưng khu vực này lại có diện tích biển rộng, mật độ tàu thuyền không quá dày đặc và đã có hạ tầng điện gió gần bờ từ nhiều năm qua, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển các trang trại gió ngoài khơi quy mô lớn. Nhờ sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm triển khai, Việt Nam đang sở hữu một trong những vùng biển hứa hẹn nhất để cung cấp nguồn điện ổn định cho các dự án xuất khẩu điện gió trong thập kỷ tới. Đó là về lý thuyết khi mà chúng ta đã làm được ra điện, thế thì có điện rồi sẽ phải truyền tải như thế nào? Truyền tải như thế nào để sang tận Malaysia, sang tận Singapore? Thì phương thức truyền tải cho dự án xuất khẩu 3.000 MW điện gió gần như chắc chắn sẽ sử dụng cáp ngầm HVDC, công nghệ truyền tải điện một chiều siêu cao áp hiện đại nhất trên thế giới. Lý do đầu tiên vì khoảng cách từ vùng biển Bình Thuận, Ninh Thuận tới Singapore có thể lên đến 1.000, 1.200 km, thậm chí xa hơn tùy tuyến đi vòng qua Malaysia. Với những khoảng cách xa như vậy, truyền tải điện xoay chiều sẽ bị thất thoát điện quá lớn, có khi lên đến 20%, 30%, và điều này là không thể chấp nhận trong một dự án trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Thế nên mới cần sử dụng đến công nghệ HVDC. Truyền tải bằng dòng điện một chiều, tổn thất chỉ khoảng 2-3% mỗi 1.000 km, giúp đảm bảo điện từ tua bin gió Việt Nam vẫn giữ được công suất ổn định cho đến khi hành quân tới Singapore. Tuyến cáp này sẽ được đặt dưới đáy biển bằng những tàu giải cáp chuyên dụng. Mỗi cuộn cáp sẽ nặng vài trăm tấn và có đường kính lớn cuốn lại thành nhiều lớp. Lõi dẫn điện bằng đồng hoặc bằng nhôm, có lớp cách điện chịu nhiệt, lớp bọc thép chống áp lực và lớp ngoài cùng chống ăn mòn nước biển. Khi giải xuống biển, cáp phải đi qua địa hình rất phức tạp, nào là bãi đá, nào là rãnh ngầm, nào là bùn lỏng, thậm chí có những đoạn phải đào rãnh sâu một vài mét để chôn cáp nhằm bảo vệ khỏi neo tàu và dòng chảy dưới đáy biển. Điều đặc biệt là theo dự kiến, tuyến này sẽ không từ Việt Nam sang thẳng Singapore, mà nhiều khả năng kết nối qua Malaysia, nơi sẽ đặt một trạm chuyển tiếp. Mỗi tuyến cáp dài như vậy thì có thể nặng đến hàng chục nghìn tấn, đòi hỏi cảng biển để tiếp nhận và tàu giải cáp trị giá hàng trăm triệu đô để triển khai. Chi phí riêng cho tuyến cáp này có thể lên đến một vài tỷ đô, 2-3 tỷ đô, chiếm phần đáng kể trong tổng mức đầu tư của một dự án xuất khẩu điện. Nếu hoàn thành, đây sẽ là tuyến cáp quốc tế dài nhất Đông Nam Á để mà dẫn điện dưới đáy biển và là một trong những hành lang năng lượng tái tạo liên quốc gia đầu tiên cho khu vực. Nói đơn giản,
chúng ta đang xây một xa lộ ngầm nối Việt Nam, Malaysia, Singapore, vận chuyển dòng điện sạch của gió biển Việt Nam đi hàng nghìn km mà gần như không bị hao hụt, mở ra bước ngoặt đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu năng lượng xanh thực thụ trong thập kỷ tới. Và thời gian dự kiến vận hành là 2033. Lưu ý một lần nữa, đây đang là một dự án của tương lai, một ý tưởng của tương lai. Nhưng tại sao mà chúng ta lại xuất khẩu điện sang tận Malaysia, sang tận Singapore, nhất là Singapore? Singapore là một nước rất giàu cơ mà. Singapore dù giàu và là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, nhưng lại mang trong mình một điểm yếu gần như là chí mạng về năng lượng. Họ gần như không có đất, không có nước, không có điều kiện tự nhiên để tự sản xuất điện sạch. Diện tích của quốc đảo này là chưa đầy 800 km2, nên tất nhiên không thể dành đất cho điện gió ở trên bờ hay là điện mặt trời quy mô lớn. Và xung quanh, nếu mà cứ xây những cái trang trại gió như vậy thì cầu bè cập bến kiểu gì? Singapore cũng không có núi để xây thủy điện, và vùng biển quanh đảo thì lại quá sâu, không có thềm nông phù hợp cho điện gió như vùng Bình Thuận, Ninh Thuận của Việt Nam. Trong khi đó, quốc gia này cũng không muốn xây nhà máy điện than hay dầu vì ô nhiễm khí thải. Tình thế càng khó khăn hơn khi nhu cầu điện của Singapore được dự báo sẽ tăng mạnh. Dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035, từ mức khoảng 7 GW hiện nay lên đến mức 14 hoặc là 16 GW, trong khi họ lại cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, tức là không thể dùng nhiệt điện được và cũng không thể dùng những cái hình thức khác, nói tóm lại là không được thải khí ra môi trường. Điều đó buộc Singapore phải nhập điện sạch từ các nước lân cận. Nhìn quanh Đông Nam Á, họ phải tìm kiếm giải pháp nhập ở đâu bây giờ. Lào có điện sạch nhưng mà quá xa và không có đường truyền trực tiếp dưới biển. Campuchia gần hơn nhưng lại không có hạ tầng truyền tải qua đường biển. Thái Lan chủ yếu ưu tiên điện cho nhu cầu nội địa. Indonesia có nguồn lực nhưng mà lại hơi phức tạp về mặt chính trị, khiến Singapore hơi e ngại. Chỉ còn lại Việt Nam, quốc gia không chỉ sở hữu vùng gió mạnh nhất, đẹp nhất, tốt nhất Đông Nam Á, mà còn có môi trường chính trị ổn định, hạ tầng điện lực viễn thông mạnh, cùng khả năng phát triển quy mô lớn và lâu dài. Chính vì vậy, trong các báo cáo chiến lược của Singapore, điện gió ngoài khơi Việt Nam được xem là phương án tối ưu nhất, là nguồn bổ sung đáng tin cậy nhất để đảm bảo an ninh năng lượng của đảo quốc trong nhiều thập kỷ tới. Nói cách khác, Việt Nam có cái mà Singapore đang rất cần, đó là không gian, đó là gió mạnh, đó là tiềm năng vô hạn để sản xuất năng lượng tái tạo. Singapore có lợi thì ta cũng có lợi. Lợi ích kinh tế của dự án xuất khẩu điện gió 3.000 MW thực sự rất lớn và tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh cho Việt Nam. Trước hết là về tiền, Singapore hiện sẵn sàng mua điện sạch với mức giá khá cao, cao hơn nhiều so với giá mua điện trong nước. Nếu trang trại điện gió vận hành ổn định, thì hàng năm Việt Nam có thể thu về hàng tỷ đô la Mỹ, ít nhất là trên 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là một nguồn thu ngoại tệ bền vững và nó kéo dài suốt vài chục năm trong vòng đời của dự án. Đây là một con số mà không ngành xuất khẩu nông sản nào hiện nay có thể so sánh với độ bền bỉ như vậy. Và cũng là lần đầu tiên Việt Nam bước vào thị trường xuất khẩu năng lượng quy mô lớn. Không chỉ mang về doanh thu, dự án còn giúp Việt Nam tiến gần hơn đến vị thế của một trung tâm năng lượng sạch tại Đông Nam Á. Ví dụ ở châu Âu chúng ta có Na Uy. Na Uy bán điện thủy điện cho châu Âu thông qua những tuyến cáp ngầm xuyên biển. Còn Việt Nam có cơ hội trở thành nguồn cung cấp điện sạch cho Singapore, Malaysia, thậm chí cả một số quốc gia khác trong tương lai. Một khi Việt Nam xuất khẩu thành công sang Singapore, thị trường khó tính nhất khu vực, uy tín năng lượng tái tạo của Việt Nam sẽ tăng mạnh, mở cửa cho hàng loạt hợp đồng liên kết khu vực. Tất nhiên, ở dự án này, xin nhắc lại là dự án này, thì thách thức lớn nhất đó là chi phí đầu tư khổng lồ. Một tổ hợp gồm trang trại điện gió quy mô lớn ngoài biển và tuyến cáp ngầm dài hơn 1.000 cây số có tổng mức đầu tư ước tính lên đến từ 10 cho đến 13 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với những dự án trọng điểm quốc gia. Đây không chỉ là tiền xây trụ tuốc bin, trạm biến áp ngoài khơi hay là cáp ngầm, mà còn bao gồm khảo sát biển, đánh giá tác động môi trường, mua tàu chuyên dụng, thiết bị chuyển đổi, chi phí tài chính kéo dài hàng chục năm. Một thách thức nữa với Việt Nam đó là trong số này thì nhiều cái phải nhập. Các tua bin gió công suất từ 15 cho đến 20 MW, loại sẽ được dùng cho dự án, hiện Việt Nam phải nhập khẩu từ châu Âu hoặc Trung Quốc. Những linh kiện then chốt như là cánh quạt dài, móng nặng hàng nghìn tấn hay thiết bị chuyển đổi đều đòi hỏi công nghệ cao mà Việt Nam vẫn đang trong quá trình học hỏi. Nếu dự án thành công, vị thế của Việt Nam sẽ thay đổi rõ rệt. Đáng chú ý hơn, Việt Nam sẽ chính thức sở hữu một dạng tài nguyên mới, tài nguyên gió ngoài khơi, với trị giá ước tính hàng trăm tỷ đô la Mỹ nếu khai thác đúng theo quy hoạch. Việt Nam đúng là nhà chẳng có gì ngoài gió, và bây giờ thì gió cũng là tiền. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.